Nguyên một vườn trái cây ha, sầu riêng đó, hàng lối thẳng tăm tắp, đã quá anh chị ha. Nói chung là cái huyện Xuyên Mộc là một cái nơi thiên đường về nghỉ dưỡng này, du lịch biển này, và đặc biệt nữa là vùng đất trồng cây lâu năm, trồng cây ăn trái rất là tốt luôn anh chị. À, Bảo Điện Bất Động Sản mến chào quý cô chú chị mình nha. Nam Điền có một cái siêu phẩm ha, mặt tiền đường nhựa này luôn, ở nằm khu dân cư đó. À, và cái bất động sản mà Nam Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây á là 1.300 m² ha, nằm trên đường nhựa này, diện tích là ngang 20, sâu 67 m đó, vuông vức nha. Và bất động sản mình nằm khu dân cư đông, cách cái vườn sầu riêng này khoảng vài chục mét thôi. À, đi thẳng tới đây là gặp ngay đất mình luôn ha, cùng một hướng luôn anh chị ha. À, rồi giờ Điền sẽ chạy tới đó cho cô chị mình xem nha. À. Dân cư này đông đúc này, đường nhựa đẹp láng o luôn. Đối diện xéo xéo bên đất mình thì lại có một cái vườn nhãn đó chị ha. Rất là tốt luôn, đang cho trái anh chị. Chuẩn bị mình vào cái mùa nhãn đây chị ha. Quá đẹp. Vị trí thì cái đường này dường như là song song với tỉnh lộ 329 anh chị ha. Hiện tại em thì đang có mặt ở đây là ở tại xã Xuyên Mộc ha, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Hồi nãy em đi quay cái đất vườn ha, cái mảnh sầu riêng đầu này anh chị ha, em đi mới chạy tới đây. Thì cái vị trí mà em đi quay trước mặt á, cách cái tỉnh lộ 329 thì nó song song ha, nằm sau lưng đây, nằm bên hướng này thì mình đi ra khoảng đâu đó là vài trăm mét thôi là mình sẽ đụng ngay 329 ha. Đường này đi khu dân cư và thông ra được tỉnh lộ 329 này, và hướng này mình sẽ đi ra được ngã tư Xuyên Mộc cũng như là trung tâm xã Xuyên Mộc ha. Tiện nghi thì đầy đủ anh chị, cách khoảng đâu đó hơn một cây chút xíu thôi đó. Và mình đi ra đụng ngay cái đường, đi đường này sẽ đụng ra ngay đường Bình Ba ha, đường đường Đá Bạc nối dài anh chị ha, cũng như là ở đây được gọi là đường Phước Tân Hội Bài đó, từ xã Phước Tân sẽ giao ra với lại xã Xuyên Mộc này ha, cái đường đó. Thì đường đó mình sẽ đi rẽ trái, mình sẽ đi được luôn suối nước nóng Mình Châu này, đi giao ra quốc lộ 55 đó, và hướng ngược lại mình sẽ đi được Bình Ba, Đá Bạc và Châu Đức và thành phố Hồ Chí Minh ha, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh mà cô chú gì di chuyển về đây thì khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi anh chị. Đây chị ha, bất sản mà em đi muốn giới thiệu nằm ngay vị trí này ha, nằm trên mặt tiền đường nhựa này rất là rộng luôn. Cái đằng kia thì có dân ở, đâm ra là dân ở nhiều, đâm ra là người ta dọn dẹp đường cỏ này kia, nó rộng hơn cái chỗ này, cỏ nó mọc hơi lớn chút xíu anh chị ha, nó mùa mưa đâm ra là cỏ mọc rất là tốt luôn. Bất động sản mình thì đang có diện tích là ngang 20, ranh sẽ từ đây nha, qua bên này là 20 m, sâu là 67 m, tổng diện tích là 1.339 m² anh chị. Một cái bất động sản đất vườn ha, hơn 1.000 m², nằm khu dân cư ha, và phủ hồng toàn bộ. Mình có thể lên thêm thổ cư tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha, lên khi nào cũng được anh chị ha. Đất thì vuông vắn ha, bằng phẳng so với đường ha, có khi cao hơn luôn, đằng sau thì cao hơn luôn anh chị ha, đó rất là đẹp. Nói chung là bất động sản mình này đang là đất trống anh chị, đang cho trồng nhờ cái cỏ mà cho bò ăn anh chị ha. Phía trong thì cũng không có gì để quay nhiều đó, quan trọng là ở đây là cái vị trí và cái mặt tiền đường đó. Và giá bán nha, giá bán gia chủ mình đang kêu là 2.200.000.000 anh chị. Giá này thì chưa tới 2 triệu 1 m², rất là rẻ luôn, một mảnh đất vườn nằm khu dân cư, cách tỉnh lộ cũng gần anh chị. Từ đây mà di chuyển ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ đó thì khoảng đâu đó là 6 7 cây, và xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm ha, khoảng là 15 cây, cũng tương đối là gần anh chị ha. Dân cư đường nhựa rất là đẹp. Nói chung là cái bất động sản này thì về cái làm nhà vườn nghỉ dưỡng này, đầu tư
Hiện tại là giá đang là giá đầu tư anh chị ha. Đó, rất là rẻ luôn anh chị. Một siêu phẩm vuông vức. Bất động sản mình đang có là hướng Tây anh chị ha. Sản mình thì đang có sổ riêng công chứng ngay khi nào cũng được anh chị ha. Giá gia chủ mình đang ngợp anh chị. Anh đi nhắc lại một lần nữa ha, có diện tích là ngang 20 sau 67. Tổng diện tích là 1.339 m2 ha. Và giá đang cần bán là 2 tỷ 2 anh chị ha. Vị trí bất động sản mình thì có những cái vị trí kết nối thì có là đi thẳng xuống đây mình sẽ đụng là ngay cách giáo xứ Văn Côi cũng gần ha, và có công viên luôn ở gần ngay đó luôn. Khoảng mình di chuyển khoảng 1 cây số thôi. Chưa tới là mình sẽ đụng ngay đó ha. Và ngay Ngã Tư Xuyên Mộc. khoảng đó đó là 1 cây hơn chút xíu. Ngoài đó ngã tư thì có chợ này, ủy ban này, trường học các cấp này, vân vân. Nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ ha. Còn ra ngoài 329 này thì kinh doanh nhỏ lẻ ở ngoài này rất là nhiều ha, đầy đủ, không thiếu gì ha. Có cả khách sạn, nhà nghỉ ngoài đó đầy luôn á chị. Đó. Cái 329 thì cô chú chị cũng đã biết rồi, cung đường kết nối từ quốc lộ 5 đi vào tới xã Hòa Hiệp, và vòng ra được con đường giao với lại 329, vòng ra được xã Bình Châu anh chị ha. Đường thông thương kết nối rất là gần anh chị ha. Đó. Thì từ Sài Gòn cô chú di chuyển về đi đường Châu Đức này, đi đường Đá Bạc chạy thẳng xuống đây. Và con đường đó rẽ bên tay trái là đi thẳng vào Đức Mình luôn anh chị ha, cũng là gần, rất là gần anh chị. Rồi. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ ngay em Điền nha, với số điện thoại là 0788668834. Mình thiện chí nữa mình sẽ gặp chủ để thương lượng thêm ha. Đất rất là đẹp anh chị ha. Em Điền cũng xin được cảm ơn cô chị ha đã quan tâm theo dõi clip và ủng hộ kênh của Điền thời gian vừa qua, và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em Điền. Xin chào.